Ok, và để xem là vị thần sấm sét Mr. Yang này với 6 cái cung bắn sét này thì sẽ diệt hai con boss này như thế nào anh em nhá. Sao cái thằng phát một luôn đấy chứ. Ui, từ từ thôi. Do là cái này mình đang không có đam nên là nó phải dựa vào cái tia sét rất là nhiều ấy. Ui, bắn lâu phết đấy chứ. Nhưng mà cũng gần chết hai con này đấy rồi đấy. À, hai con boss rồi đấy. Bắn hơi lâu một chút.